các đồng chí đang quan sát là được thất kỳ phòng. Thường được vận dụng trong những trường hợp thiết lập mục tiêu ở phía xa hoặc gần khi địa hình trường hợp có che đỡ, che thấp ở những khu vực và trong quá trình vận động thiết lập mục tiêu đối phương khó để phát hiện được hạ ta các khi thực hiện nhiệm vụ. Lên cao và lên thấp. Thường được vận dụng trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu ở phía xa hoặc gần trên những địa bàn địa hình có vật che đỡ che khuất trung bình và cao khoảng từ 40 đến 80 cm và trong quá trình vận động tiếp cận mục tiêu đó không thể thực hiện sát như không. Các đồng chí đang quan sát là các động tác trường thường và trường chiến đấu. Tiếp theo chương trình, kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng theo dõi phần báo cáo kết quả nội dung chung đội hình giải tán đám đông. Cùng thưa toàn thể các đồng chí, đội hình giải tán đám đông là kỹ thuật chiến đấu cơ bản của lực lượng cảnh sát cơ động, được thể hiện bằng các đội hình chiến thuật. Thank you.
Các đồng chí đang quan sát là các động tác tấn công của phòng ngự khu vực cổ thượng, sườn thuận, sườn lĩnh là các động tác kỹ thuật tấn công phòng ngự được thực hiện trong quá trình chiến đấu. Trong quá trình tập luyện phải kết hợp với các công cụ như lá chắn, khí vui, vệ điện để chống đỡ, đẩy lùi đấm đục. Thank you.
chân mẹ. Các đồng chí đang có rất là đội hình đang phản ánh đã đang lẫn tin các đồng chí là đội hình đang thường thường có dụng để ngăn chặn đám đông gây rối tại khu vực đã đang lẫn tin trên đường phố. Bọn ấy bọn ném đá dấu tay. Các đồng chí đại biểu đã quý, các đồng chí vừa tham quan vừa xin báo cáo kết quả khóa huấn luyện.